bàn cô hoan sâu cháu thiên bàn nấy trên gian xuân niềm phim chất của nhân sài gan mây cười pha san câu duyên đầu kế to quan màn trông trái xâm một duyên lâu lan đây là một lựa chọn cực kỳ hoàn hảo cho những bạn nào muốn đua tốt tốt hơn để có những kinh phí của mình lại hơi eo hẹp. Biết tại sao không? Trước khi mà tôi tập trung bán Duga như hiện tại thì tôi là một người bán tốt tốt và sticker để co. Tôi nhận ra kể cả khi mọi người có size tốt tốt size A7 thì vẫn sẽ có những cái dòng sticker nó khó apply được con gấu lên trên top bởi vì cái hình của nó quá lớn và nó sẽ che luôn mặt của idol. Riêng dòng sticker này của Teado ấy có thể có những người cảm thấy nó không quá đẹp nhưng mà khi để co lên mọi người sẽ thấy nó rất là dễ thương nha. Nói lòng vòng vậy thôi chứ sau 2 tuần nghỉ bán thì tối nay tôi sẽ tặng tốt lốt đơn đề co cho những bạn nào có đơn từ 150 ở trong livestream tối nay nhá. Ôi hôm nay chị Đậu mang vali đi đâu đấy? Tất nhiên là đi giao cho phú bà rồi. Tiện thể hôm nay tôi cũng sẽ kể cho mọi người một vài điều nhỏ nhỏ về chiếc shop của tôi từ khi kinh doanh online nhá. Điều thứ nhất, tên kênh của tôi đọc là Who Went Closet và mọi người có hỏi tôi tại sao lại đặt cái tên này. Thật ra tôi có nghe người ta nói nếu như bạn đặt tên cho một sự vật hay đặt tên biệt danh cho mình á thì cái tên đó nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên tính cách của mình. Cho nên lúc đó tôi đã đi lên trên mạng tìm một cái tên và tôi tìm được tên Who Went nghĩa là bầu trời tươi sáng thì tôi đã lấy luôn cái tên đó với hy vọng là biết đâu mình sẽ có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Điều bất ngờ là chỉ sau 2 clip đầu tiên tôi đã thực sự viral và có thể xây được kênh đến tận ngày nay. Tâm linh không đùa đâu nhá. Hồi nhỏ tôi đã từng có một ước mơ lớn lên thật là nhanh để có thể chữa mắt cho ông nội tôi. Từ khi tôi còn nhỏ là gần như ông nội tôi không nhìn thấy nữa rồi. Tôi với lũ bạn hay giả giọng trêu ông lắm, cứ hỏi ông là ông ơi bạn Phương có nhà không ông? Ông của tôi có thấy gì đâu mà bảo là bạn của Phương hả, vô trong nhà đi, lát nữa nó về. Mặc dù lúc đó đối với tụi tôi đó là trò đùa vui nhưng mà bây giờ ngẫm lại mới thấy hóa ra trong suốt quá trình trưởng thành của tôi á, ông nội lại không thể nhìn thấy. Giờ thì tôi cũng lớn rồi, ông tôi cũng mất rồi. Thì trong quá trình mà mình trưởng thành á, có thể là mình cũng sẽ mất đi một vài người thân. Tôi nghĩ là nếu bạn còn có thể á thì bạn hãy yêu thương gia đình nhiều hơn nhá. Trang trí sổ bằng Covomibia thì liệu có khó không? Xét về độ khó thì chắc em đã thuộc cỡ 4 sao đấy. Cho nên hôm nay tôi sẽ làm thử một cái journal cho mọi người xem nhé. Công đoạn dễ nhất khi chơi quận này chắc là dán washi đường phố quá. Đây chắc cũng là cuộn washi duy nhất của Duga mà mọi người có thể trang trí theo style đắc cu của Hàn Quốc. Mọi người có thể thấy là cái tờ washi của tôi có vẻ hơi nát và tôi lỡ vo nó vào. Nhưng mà đến khi dán ra thì mọi người yên tâm nhé, nó vẫn sẽ trở lại phẳng view như không có chuyện gì cả. Dán đất xong rồi thì mình tới dán trời thôi. Mọi người cứ hay hỏi tôi bí quyết làm sao để tôi có thể chiết được washi mượt được như thế. Thì mọi người ơi, thực ra nó dễ lắm. Mọi người chỉ cần lôi sổ hoa chiết một vài lần ấy, có cả đường của chiết mạnh tay quá là được rồi. Việc sắp xếp bố cục khi chơi trang trí sổ cũng rất quan trọng. Bình thường á thì tôi hay chơi Sole, nhưng mà bởi vì hôm nay là Covomibi cho nên có sự thay đổi một chút xíu. Sau khi mà mình định hình được bố cục rồi ấy thì tất nhiên là mình phải xài highlight của Duga để chơi rồi. À mà bí quyết chọn highlight trang trí cho đẹp ý, đấy là cứ chọn những cái màu nào mà nó tiệp với cái màu washi mình đang chơi. Có một điều buồn cười đấy là sau khi mọi người trang trí bằng highlight xong, mọi người sẽ thấy quyển sổ mình xấu đi rất nhiều. Nhưng mà nó sẽ trở thành như thế này nếu như mọi người chịu khó sai bước đêm và tô viền cổ tranh nhá.